Xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video của cơ sở nhà em tươi. Hôm nay em xin được giới thiệu với cô chú anh chị về nấm hương rừng, măng mầm, trà ô long, nụ tam thất, miến rong và một số các loại dược liệu quý khác. Em xin được điểm qua và báo giá chi tiết. Rất là mong nhận sự ủng hộ cô chú anh chị ạ. Chúc mọi người ngày mới thật là nhiều sức khỏe, sưu tầm được nhiều cái sản phẩm tốt cho gia đình. Em có bán dược liệu măng miến hàng khô đặc sản Cao Bằng, dược liệu quý cũng như là gia phúc sen. Tất cả các mặt hàng bên em bán đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên cô chú anh chị yên tâm về chất lượng sản phẩm của bên em nhé. Em xin được điểm qua và báo giá chi tiết từng mặt hàng luôn ạ. Đầu tiên ở đây hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị về măng mầm. Măng mầm đặc sản Bảo Lạc Cao Bằng. Măng bên em bán là măng vầu, một trong những loại măng ngon nhất của quê hương Cao Bằng. Nó có độ dày của măng, ăn nó giòn và non. Tất cả đều được phơi hoàn toàn thủ công, không diêm sinh, không chất bảo quản và không phẩm màu. Cái này thì các bác về dùng thì các bác ngâm để qua đêm, hôm sau mình rửa lại và mình trần qua nước một lần, rửa lại, cắt miếng vừa ăn là được nhé. Tất cả đều nó non và không bị bỏ đi tí nào. Em bán giá là 250.000 đồng 1 kg. Tất cả các mặt hàng bên em đều có xỉ lẻ giá tốt, nên là các bác nào mua xỉ hoặc mua làm quà số lượng nhiều có thể inbox cho em để được tư vấn hợp lý hơn nhé. Em xin giới thiệu măng mầm là 250.000 đồng một cân và bên em đóng túi là nửa cân nhé. Túi như vậy là nửa cân ạ. Đây là măng mầm đặc sản Bảo Lạc Cao Bằng. Một cái sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác là mộc nhĩ rừng. Mộc nhĩ thì bên em có mộc nhĩ nguyên bông 150.000 đồng một cân và mộc nhĩ thái sợi. Hôm nay em giới thiệu với các bác là cái loại này là cái loại thái sợi, giá 150.000 đồng một cân, cắt tỉa không có chân và rửa sạch sẽ rồi. Cái này thì các bác về chỉ việc ngâm và mình sử dụng luôn. 150.000 đồng một cân, đồng giá với cả cái loại nguyên bông. Tiếp theo ở đây em xin giới thiệu là về miến rong nguyên chất từ củ rong giềng. Miến bên em bán là miến rong án lại. Cái miến này nhà mẹ em làm, không lẫn tạp chất, không chất bảo quản và không tẩy rửa. Cái này thì rất là ngon và dai, các bác có thể dùng để ăn lẩu, làm xào hoặc là mình nấu canh đều được. Giá 100.000 một cân và một túi như thế này là một cân cô chú anh chị nhé. 100.000 một cân ạ. Tiếp theo là nấm hương rừng. Nấm hương bên em là nấm hương rừng xiên và giá bán là 300.000 đồng một cân. Một túi như thế này là nửa cân cô chú anh chị nhé. Nấm hương rừng xiên rất là thơm và giàu dinh dưỡng, 300.000 một cân ạ. Tiếp theo ở đây em xin giới thiệu với cô chú anh chị về chẩm chéo. Chẩm chéo, chẩm có nghĩa là chấm ấy, là để chấm thịt cá. Chẩm chéo ướt đặc biệt rất là thơm ngon, với gia vị hạt dồi mắc khén và nhiều cái gia vị đặc trưng của bà con dân tộc. Giá 30.000 đồng một hộp, cô chú anh chị dùng để chấm thịt cá rất là thơm ngon. Và có chẩm chéo khô. Chẩm chéo khô thì dùng để chấm các loại quả hoặc là mình chấm thịt gà, mình vắt chanh xuống là được nhé. Cái này em bán là 30.000 đồng một lọ bằng giá với nhau. Và tiếp theo ở đây hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị về nụ hoa đu đủ đực. Nụ hoa đu đủ đực của bên em là hàng sấy lạnh này. Nó rất là thơm và nguyên dược tính. Giá 600.000 một cân và một túi như thế này là nửa cân. Cô chú anh chị dùng để đặc trị các bệnh, hỗ trợ điều trị bệnh về đường tiêu hóa này, viêm loét dạ dày, hô hấp, sỏi thận, hạn chế sự phát triển của các khối u và ung thư. Dùng hãm nước uống hàng ngày như trà hoặc mình có thể ngâm mật ong nhé. Giá là 600.000 một cân và một túi như này là nửa cân ạ. Tiếp theo ở đây em xin giới thiệu với cô chú anh chị về nụ tam thất hàng loại 1. Nụ tam thất bên em bán là 900.000 một cân và một túi như thế này là nửa cân cô chú anh chị này. Nụ tam thất nó có tác dụng là thanh nhiệt, bổ máu, mát gan, giải độc, an thần, chữa đau đầu, mất ngủ, điều hòa huyết áp, hạn chế sự phát triển của các khối u và ung thư. Cái này thì một túi như thế này là nửa cân. Và đặc biệt hôm nay bên em có đóng gói một hộp như thế này với giá là hộp như này là 200g. Các bác có thể mua làm quà. Đây, hộp nụ tam thất, hộp như này là 200g. Đấy là 900.000 một cân nhé. Và em bán hộp 200g với túi nửa cân ạ. Một cái sản phẩm nữa em xin được giới thiệu với cô chú anh chị là về mật ong rừng nguyên chất. Mật ong bên em bán là mật ong hàng chuẩn rừng và đóng chai, một chai như vậy, trọng lượng là khoảng 1,3 cân đến 1,4 cân. Và cái mật ong này thì nó có tùy chai nhé, có chai nó có dấu hiệu kết mật một chút vì cái này là hàng rừng chuẩn. Và bây giờ bên em thì thời tiết nó có hôm nó khoảng 4 độ, có hôm 8 độ và hôm nào ấm áp thì khoảng hơn 10 độ, thì nó có dấu hiệu kết mật một chút. Tuy nhiên thì em xin đảm bảo với cô chú anh chị cái mật ong này là mật ong hàng chuẩn rừng, rất là tốt, một loại kháng sinh tự nhiên, tốt cho sức khỏe. Có thể dùng để ngâm với các loại sâm hoặc mình có thể dùng uống trực tiếp luôn đều được nhé.
400.000 một chai, trọng lượng khoảng 1,3 đến 1,4 cân. Và tiếp theo ở đây em xin giới thiệu với cô chú anh chị về một cái loại trà nữa cũng được rất là nhiều các bác yêu mến và tin dùng. Đó là trà ô long. Trà ô long đặc sản Nguyên Bình, Cao Bằng. Cái loại trà này thì được trồng ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Quanh năm khí hậu trong lành và rất là tốt. Được gọi là một loại chè sạch của quê hương Cao Bằng. Có tác dụng ngăn ngừa tiểu đường, tốt cho tim mạch, giúp giảm cân, ngăn ngừa sự phát triển của các khối u và ung thư. Cái loại trà này thì có tác dụng làm dịu da bị dị ứng, hỗ trợ tiêu hóa nữa. Em bán là 300.000 một cân và một túi như thế này là nửa cân. Các bác nào đã từng uống cái loại trà này thì đều quay trở lại mua, bởi vì uống nó rất là dễ uống cũng như là tốt cho sức khỏe. Đó. Hôm nay thì em xin được giới thiệu với các bác về một số các mặt hàng như vậy ạ. Cô bác anh chị có ưng mặt hàng nào có thể gọi điện thoại trực tiếp, nhắn tin hoặc có thể kết nối Zalo với bên em để chốt hàng nhé. Một lần nữa em xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị ở những clip ngắn bán hàng tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.